khi em bé sơ sinh cứ liên tục vặn mình o ẹ, kêu e e cả đêm, ngủ không sâu giấc. Mẹ có mong muốn tìm ra một giải pháp để giúp cho con mình ngủ ngon hơn không? Hãy xem hết video này và mẹ sẽ rất sung sướng vì tìm ra cách đấy. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là gần 5 năm tư vấn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Mình biết nhiều mẹ bỉm sau sinh cảm thấy rất mệt mỏi vì con mình cứ liên tục vặn mình, uốn éo, kêu ư ư e e cả đêm và khiến cho mẹ cũng không ngủ được. Mẹ vô cùng là mệt mỏi và kiệt sức. Và mẹ lại còn canh cánh trong lòng cái nỗi lo là không biết con mình bị làm sao, hay là con mình bị thiếu chất gì mà mới bị như thế. Bản thân mình cũng đã từng trải qua điều này. Trong vòng 1 tháng đầu sau sinh ấy, mình cảm thấy rất là mệt bởi vì là mèo con nhà mình ấy, đêm nào con cũng chở mình liên tục và cứ dặn e suốt như vậy. Gần như là suốt một cái tháng đầu đó là mình liên tục thức trắng. Và thậm chí là cả bà ngoại mèo con là người mà hỗ trợ mình chăm bé cũng bị sụt mất mấy cân bởi vì là ngủ không yên. Nhưng rất may là mình đã đọc được những cái tài liệu về vấn đề này ở trẻ sơ sinh, khiến cho mình giữ được một cái tâm lý ổn định và vững vàng hơn. Mặc dù là sau đó thì con mình cũng phải mất tới thêm một tháng nữa mới bắt đầu có những đêm ngủ ngon, nhưng mà cuối cùng sau rất là nhiều nỗ lực thì mình cũng đã tìm ra được chân ái. Hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các mẹ 7 mẹo nhanh để khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh hay vặn mình ngủ không sâu giấc nhé. Đầu tiên ấy, mẹ cần phải hiểu rằng đa số trẻ sơ sinh hay vặn mình ngủ không sâu giấc là một cái vấn đề sinh lý hết sức là bình thường. Và cái này mình đã chia sẻ rất kỹ ở trong video trước, đó là video hé lộ 5 lý do trẻ sơ sinh hay vặn mình và cách xử lý. Mẹ có thể xem lại tại video này nhé. Khi mà hiểu được cái nguyên nhân, cái lý do vì sao con mình như vậy rồi thì mẹ cũng sẽ giảm bớt được cái sự lo lắng và căng thẳng. Một cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm là trước khi mà con đi ngủ ấy, chúng ta sẽ không để cho con ăn quá no hoặc là quá đói. Thứ ba nữa là trước khi mà bắt đầu đến giờ đi ngủ, chúng ta hãy giúp cho con mình được thư giãn nhất có thể bằng cách là ôm ấp con, trò chuyện cùng với con, rồi mát xa nhẹ nhàng chân tay người con để cho con cảm thấy dễ chịu, thoải mái, dễ đi vào giấc ngủ. Thứ tư là hãy đảm bảo con mình có một cái môi trường ngủ thật sự là lý tưởng. Đó là gì? Đó phải là một cái căn phòng mà nó đủ tối, đủ yên tĩnh. Nó phải có cái nhiệt độ phù hợp, và nhiệt độ tốt nhất đối với trẻ sơ sinh là từ 22 cho đến 26 độ. Và một cái nữa là chúng ta sẽ thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ căn phòng, cũng như là giặt sạch chăn ga gối đệm liên tục. Thứ năm là hãy cho con mặc những cái loại quần áo mà chất liệu mềm mại, thoáng mát, dễ chịu. Và nếu như bạn sử dụng quấn cho con thì nhớ là đừng quấn quá chặt, làm cho con cảm thấy bị gò bó bí bách thì con sẽ hay chằn chọc khó ngủ hơn. Thứ sáu là hãy thường xuyên thay bỉm cho con và chọn những loại bỉm mỏng, mềm, thấm hút tốt. Nhất là với những em bé mà vẫn còn ti đêm ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là thay bỉm đêm cho con nữa, để cho con có một chiếc bỉm khô thoáng và có một giấc ngủ ngon. Và cái điều thứ bảy không thể thiếu được là với tất cả những em bé sơ sinh thì chúng ta đều nên bổ sung vitamin D3 theo như khuyến cáo là 400 IU một ngày. Và nếu như em bé đang ti mẹ thì bà mẹ hãy ăn uống thật là đa dạng và bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất như sắt, canxi để sữa mẹ có đầy đủ dinh dưỡng và vi chất tốt nhất cho con nhé. Trên đây là mình vừa chia sẻ với các mẹ 7 mẹo nhanh để giúp cho con mình sẽ ngủ đêm yên giấc hơn, hạn chế tình trạng là trẻ sơ sinh hay vặn mình trằn trọc, khó ngủ. Nếu như mà mẹ cần hỗ trợ gì thêm thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này. Mình sẽ đọc hết tất cả các bình luận và hỗ trợ các mẹ nhé. Mẹ hãy like và share video này để nhiều người khác cùng được biết. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.